Đó là chuyến tông du lịch sử trong vòng 8 ngày đến thăm 3 nước ở Châu Mỹ Latin, bao gồm những chuyến bay dài, các thánh lễ và một danh sách dài các bài phát biểu. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều những khoảnh khắc xúc động trong suốt chuyến đi. Tại Ecuador, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm dòng nữ tử bác ái tại địa phương. Theo gương nhân đức của mẹ Teresa được sáng lập, các nữ tu chăm sóc cho người già không ngơi nghỉ. Sau khi chào hỏi từng người, Đức Giáo Hoàng còn pha trò với các nữ tu. Khi ra bên ngoài, Ngài dừng lại một lúc để ban phép lành cho đám đông đang háo hức cổ vũ cho Ngài. Como universidad, como centros educativos, como docentes y estudiantes, la vida nos desafía a responder a estas dos preguntas. ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Dónde está tu hermano? Chuyến thăm Bolivia mang đến nhiều điều đáng chú ý hơn. Câu chuyện khiến cả thế giới bàn tán xôn xao chính là về món quà này. Tổng thống Evo Morales tặng Đức Giáo Hoàng một cây thánh giá đến trên biểu tượng quốc tế của chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, Ngài có bài phát biểu trước đám đông các thành viên của các phong trào bình dân công giáo. Quan trọng hơn hết, Ngài đã nhấn mạnh về giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo. Quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Kế đến là chuyến viếng thăm thứ ba cũng là cuối cùng cho chuyến đi của Ngài tại Paraguay. Sau màn chào đón rực rỡ sắc màu, Đức Giáo Hoàng đến thăm một bệnh viện tại địa phương. Không chỉ các bệnh nhân mà còn có nhiều gia đình thân nhân đã rất xúc động trước nghĩa cử này. Trong suốt thánh lễ được cử hành tại Paraguay, Đức Giáo Hoàng cũng tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong lịch sử của đất nước này. Ngài nói khi những người đàn ông ra trận chiến đấu bảo vệ đất nước, chính phụ nữ là những người giúp đất nước đi lên. Ustedes tienen la memoria, ustedes tienen la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su pueblo. Dios bendiga ese tesón. Dios bendiga y aliente la fe de ustedes. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Dường như Đức Giáo Hoàng cảm thấy thân thuộc như ở nhà trong suốt cả chuyến đi. Sau tất cả những màn chào đón và tuần hành ngang qua những đám đông lớn trên chiếc Pope Mobile, có lẽ Ngài đã thấy trước những gì Ngài có thể mong đợi khi đến viếng thăm Mỹ và Cuba vào tháng 9 tới đây.